Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopKVN. Trong cái video ngày hôm nay thì mình xin mời quý anh chị các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau cùng với cả TopKVN, mình sẽ mời quý anh chị các bạn chúng ta đi vào cùng một đại lý showroom của bên Tota. Mình sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn về chương trình giảm giá, cũng như là chương trình khuyến mại, cũng như là chương trình quà tặng mới nhất của tất cả những cái dòng xe của bên Tota, từ phân khúc A, B, C rồi đến cái phân khúc D, để quý chị các bạn chúng ta có thể là tham khảo để cân đối với tầm tiền mà anh chị chúng ta đang định bỏ ra để chúng ta có kế hoạch mua xe trong cái thời gian tới, thì biết đâu một cái dòng xe nào đấy sẽ phù hợp với cái vấn đề tài chính và cái tầm tiền anh chị chúng ta sẽ định bỏ ra khi mà chúng ta có cái kế hoạch mua xe. Thì đầu tiên mình sẽ cập nhật cho các bạn đi lần lượt đi. Mình sẽ đi là dòng xe đầu tiên, đó là chiếc xe Toyota Vios, một cái dòng xe sedan ở trong cái phân khúc hạng B. Cái xe này thì rất là nổi tiếng, có nghĩa là mình nghĩ là chắc là tất cả mọi người chúng ta đều biết thôi. Vậy thì Vios hiện tại đang được phân phối như nào và số tiền giảm giá sẽ như nào? Mình sẽ cập nhật ngay và luôn cho quý vị các bạn. Đầu tiên là Vios E phiên bản số sàn. Vios chúng ta sẽ có 4 phiên bản nhé. Chúng ta sẽ có 1 phiên bản số sàn và 3 phiên bản số tự động. Thì mình cập nhật phiên bản số sàn trước. Bản số sàn của Vios có mức giá nhà máy công bố là 478 triệu đồng. Thì trong thời điểm này anh chị, nếu chúng ta lấy xe ấy, chúng ta được giảm trực tiếp là 40 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra anh chị chúng ta sẽ có những chương trình về quà tặng nhé, là tặng bảo hiểm thân vỏ này, tặng dán kính cách nhiệt này, tặng trải sàn da này, và tặng sơn phủ gầm quý anh chị các bạn ạ. Đó là với dòng xe Vios E. Mình xin nhắc lại này, chúng ta được giá là 478 này, anh chị chúng ta được tặng chương trình quà tặng này, giảm 40 triệu đồng tiền mặt này, tặng bảo hiểm thân vỏ này, tặng dán kính cách nhiệt này, tặng trải sàn da này, và tặng sơn phủ gầm quý anh chị các bạn. Rất là hay với dòng xe Vios này. Tiếp theo cái sang phiên bản thứ hai của dòng xe Toyota Vios, đó là Vios E phiên bản CVT. Bản này có thể gọi là bản thiếu, bản số động, bản thiếu anh chị ạ. Với mức giá nhà máy công bố là 531 triệu đồng với bản E-CVT này. Thì với phiên bản này, chúng ta trong thời điểm này các bạn lấy, chúng ta cũng được giảm trực tiếp là 40 triệu đồng tiền mặt quý anh chị các bạn nhé. 40 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra anh chị vẫn được tặng đó là bảo hiểm thân vỏ, dán kính cách nhiệt, trải sàn da và sơn phủ gầm quý anh chị các bạn ạ. Đó là những cái chương trình quà tặng với bản E-CVT. Mình xin nhắc lại này, 40 triệu đồng tiền mặt, dán kính cách nhiệt, trải sàn da, sơn phủ gầm các bạn nhé. Sang cái phiên bản thứ ba của cái xe Toyota Vios này, đó là phiên bản G. Cái bản trước mắt các bạn đây chính là phiên bản G đây. Bản này là bản bán chạy cũng tương đối là nhất này. Với bản G thì nhà máy công bố mức giá niêm yết là 581 triệu đồng. Thì với bản G này trong thời điểm này anh chị, nếu các bạn lấy nhá, chúng ta sẽ được giảm trực tiếp tiền mặt là 55 triệu đồng tiền mặt. 55 triệu anh chị ạ. Ngoài ra anh chị sẽ được tặng chương trình khuyến mại là tặng bảo hiểm thân vỏ này, dán kính cách nhiệt này, trải sàn da này và sơn phủ gầm quý chị các bạn ạ. Tương chương trình khuyến mại về phần quà tặng là cũng giống hai cái phiên bản trước, nhưng mà các bạn được tặng thêm đó chính là về tiền mặt được tăng thêm. Và cuối cùng là sang bản GRS, là bản cao nhất. Bản GRS này thì cũng rất ít những khách hàng chúng ta lấy, nhưng mình vẫn cập nhật. Với mức giá nhà máy công bố là 630 triệu đồng với bản GRS này, thì anh chị chúng ta được giảm trực tiếp là 35 triệu đồng tiền mặt, tặng dán kính cách nhiệt, trải sàn da và sơn phủ gầm quý chị các bạn ạ. Bản GRS thì ít người lấy nên mình sẽ chỉ qua thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái dòng xe bên cạnh cái dòng xe Vios này, đó là dòng xe Yaris. Yaris là dòng xe gần như là một phiên bản hatchback của cái dòng xe Vios quý anh chị các bạn ạ. Chúng ta có hệ thống khung cầm và máy móc được giữ nguyên về cái kiểu dáng thiết kế, về mặt ca lăng các bạn để ý này, nó cũng những kiểu tương tự như dòng xe Toyota Vios đúng không ạ. Ngoài ra không gian nội thất thì cũng giống như vậy. Có mỗi cái điều khác biệt so với Vios đó chính là đây là phiên bản hatchback, có nghĩa là như nào, cái phần đuôi của chúng ta nó sẽ làm cụt đi, nó không phải là phiên bản hai đầu như cái dòng xe Vios. Nhưng mà đây là với dòng xe Yaris của bên Toyota thì là dòng xe mà chúng ta trực tiếp là nhập khẩu từ bên Thái Lan quý anh chị các bạn ạ. Đó, Yaris là dòng xe nhập khẩu nhé. Và bên Toyota thì hướng cái dòng xe này chủ yếu đến những khách hàng mà chúng ta là phụ nữ và chúng ta thích một cái dòng xe gọn gàng, linh hoạt trong đường phố và nhìn cũng rất là thanh lịch thiệp với dòng xe Yaris này. Và dòng xe nhập khẩu thì chúng ta sẽ có 3 màu chủ đạo với cái dòng này là trắng đỏ thôi anh chị ạ. Chúng ta cũng chỉ có trắng đỏ là hai màu chủ đạo thôi với dòng xe Yaris này. Đó, với Yaris thì hiện tại nhà máy công bố cái dòng xe này có mức giá niêm yết của nó sẽ là 668 triệu đồng anh chị ạ. 668 nhá. Nếu như mà anh chị mà chúng ta lấy dòng xe Yaris này trong cái thời điểm này thì anh chị chúng ta đang được giảm trực tiếp là 20 triệu đồng tiền mặt. Có nghĩa là các bạn lấy 668 triệu các bạn trừ cho mình đi là 20 triệu đồng tiền mặt là chương trình khuyến mại tại thời điểm này về cái dòng xe Yaris này. Ngoài ra thì anh chị vẫn được tặng đó chính là dán kính cách nhiệt này, trải sàn da này, dán kính cách nhiệt nhé, trải sàn da nhé, cam hành trình nhé,
Đó, đó là những chương trình quà tặng của Yaris. Chúng ta không có bảo hiểm thân vỏ như Toyota viết, nhưng các bạn vẫn được dàn kính cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình, quý anh chị các bạn ạ. Mình cũng xin giải thích một chút, chắc là nhiều anh chị khách hàng chúng ta lần đầu mua xe thì các bạn có thể là không biết. Dàn kính cách nhiệt là phần quà tặng của bên đại lý dành cho quý anh chị các bạn. Có nghĩa là như nào? Khi mà chúng ta đi lấy xe ấy, thì hầu như tất cả các xe chúng ta đều phải dàn kính cách nhiệt, quý anh chị các bạn ạ. Đó, đó là như thế thôi. Còn tiếp theo là sang cái dòng xe 7 chỗ của bên Toyota, đó là dòng xe Toyota Rush. Với cái dòng xe Toyota Rush này thì có lẽ là nhiều anh chị khách hàng chúng ta cũng rất là quan tâm. Đây là một dòng xe 7 chỗ giá rẻ, cái tầm tiền bỏ ra mà anh chị bỏ ra để đi cho gia đình thì cũng rất là hợp lý. Với Toyota thì Rush này chúng ta sẽ chỉ có một phiên bản duy nhất này thôi. Đây là một dòng xe 7 chỗ, dung tích động cơ là 1.5, hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu sau quý anh chị các bạn nhé. Với dòng xe Toyota Rush này thì hiện tại trước mắt các bạn là đây là màu đỏ mất anh chị nhé. Màu này cũng rất là sang, nó cũng không bị loè loẹt mà cơ bản là màu cũng nhìn cũng rất là ổn cho một cái dòng xe 7 chỗ. Với Rush này thì anh chị chúng ta được trang bị tính năng an toàn cũng rất là đầy đủ, đến 7 túi khí đấy anh chị ạ. Đó, với Toyota Rush thì hiện tại theo công bố của nhà máy thì đang công bố cho anh chị với cái dòng xe 7 chỗ giá rẻ của bên Toyota, thì nhà máy công bố cái dòng xe này có mức giá niêm yết là 634 triệu anh chị ạ. Mức giá niêm yết là 634, mình nhớ thời điểm đầu ra mắt là 668 cơ, nhưng mà bây giờ thì nhà máy đã rút lại chương trình về dựng mức giá niêm yết chỉ còn 634 thôi. Ngoài ra nếu thời điểm này anh chị chúng ta lấy xe, chúng ta được giảm trực tiếp là 25 triệu đồng tiền mặt nhé, tặng dàn kính cách nhiệt, trải sàn da và sơn phủ gầm và 1 năm bảo hiểm thân vỏ quý chị các bạn ạ. Với dòng xe Rush này em xin nhắc lại này, giảm 25 triệu đồng tiền mặt, tặng dàn kính cách nhiệt, trải sàn da, sơn phủ gầm và bảo hiểm thân vỏ quý chị các bạn nhé. 634 triệu được tặng 25 triệu đồng tiền mặt, tặng sơn phủ gầm, dàn kính cách nhiệt, trải sàn da và bảo hiểm thân vỏ nữa. Đó, cái chương trình về bảo hiểm thân vỏ này thì mình nghĩ cũng rất là hay. Dường như là mua xe mới thì chúng ta cũng phải mua bảo hiểm thân vỏ, nhưng mà chúng ta được tặng rồi thì thôi. Đó là về dòng xe Toyota Rush, chúng ta đã đi được 3 xe rồi này. Vios này, Yaris này, rồi là Toyota Rush này. Tiếp theo thì em mời các bạn sang một cái dòng xe sedan người đàn anh của chiếc xe Toyota Vios, đó chính là chiếc xe Toyota Corolla Altis, một cái dòng xe cũng rất là nổi tiếng của bên Toyota. Nhưng mà ở thị trường Việt Nam thì trong những cái thuật gần đây thì Yaris đang có cái sự cạnh tranh trong cái phân khúc này quá là mạnh mẽ đi. Nó đến từ các đối thủ thương hiệu, ví dụ như là Kia Cerato này, hoặc là Mazda 3 này, hoặc là chúng ta có Hyundai Elantra này. Đó đều là những cái dòng xe trong cái phân khúc sedan hạng C, hoặc là cái sự chuyển dịch từ những cái dòng xe sedan sang những dòng crossover. Cho nên là cái những cái dòng xe sedan hiện tại thì cái doanh số nó cũng không được nhiều như ngày xưa nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu anh chị nào mà chúng ta thích cái dòng xe Altis này rồi thì mình nghĩ cũng rất là hay. Đi cái dòng xe Altis này cũng rất là thích quý anh chị các bạn ạ. Ngồi không gian bên trong cũng rất là thoáng đãng, cảm giác lái mình nghĩ cũng rất là ok với Altis. Vậy thì Altis sẽ có mức giá như nào? Mình cũng xin cập nhật cho những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang tìm hiểu, đang phân vân, đang tìm hiểu về kế hoạch mua xe. Thì với Altis thì bên Toyota chúng ta đang được phân phối với hai phiên bản. Đó là phiên bản 1.8e nhé. 1.8 là dung tích động cơ quý chị các bạn ạ. Cả Altis của chúng ta sẽ là 1.8, đầu tiên sẽ là 1.8 bản E. Bản có thể nói là bản thiếu đi cho nó dễ. Với 1.8 bản E này thì anh chị chúng ta đang có mức giá nhà máy công bố là 733 triệu đồng tiền mặt quý anh chị các bạn ạ. Với phiên bản này thì chúng ta được giảm trực tiếp trong chương trình đợt này là 48 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra tặng quý anh chị các bạn là dàn kính cách nhiệt này, trải sàn da này, cam hành trình này, sơn phủ gầm này và 2 năm bảo hiểm thân vỏ quý anh chị các bạn nhé. Em xin nhắc lại với bản 1.8e này, mức giá nhà máy công bố là 733 triệu thì anh chị chúng ta được giảm trực tiếp tiền mặt là đợt này là 48 triệu, cộng với cả dàn kính cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình, sơn phủ gầm và 2 năm bảo hiểm thân vỏ quý anh chị các bạn nhé. Các bạn để ý là 2 năm bảo hiểm thân vỏ với Altis đấy, chương trình khuyến mại quá nhiều, tổng khuyến mại và lên đến gần 90 triệu đồng nếu mà tính ra quy ra tiền mặt quý anh chị các bạn ạ. Sang cái phiên bản thứ hai của cái dòng xe Altis này mà các bạn có thể quan tâm, đó là bản 1.8 bản G, là bản cao cấp nhất, là bản cao nhất hiện tại đang được phân phối với mức giá sẽ là 763 triệu, có nghĩa là bản đủ thì sẽ tăng hơn 30 triệu. Thì với bản này anh chị chúng ta cũng được giảm trực tiếp là 48 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra thì bên Toyota vẫn tặng anh chị là dàn kính cách nhiệt này, trải sàn da này, cam hành trình này và sơn phủ gầm này và 2 năm bảo hiểm thân vỏ. Đó, cả bản 1.8e, bản 1.8g thì chương trình khuyến mại giống nhau, có mỗi cái mức giá niêm yết là chênh nhau 30 triệu thôi. Nhưng mà chương trình khuyến mại là 48 triệu đồng tiền mặt này, dàn kính cách nhiệt, trải sàn da, sơn phủ gầm và 2 năm bảo hiểm thân vỏ quý anh chị các bạn nhé. Chương trình khuyến mại rất là nhiều với Altis các bạn ạ.
các bạn gần như là chúng ta mua xe chúng ta chả phải sắm thêm cái gì nữa, ngoài cái tiền xe quý chị chúng ta sẽ bỏ ra, rồi chúng ta được giảm tiền mặt, rồi còn phụ kiện bảo hiểm thì các bạn được tặng hết rồi. Đó, trong chương trình cái đợt có lẽ là đợt tháng Ngâu này, mình nhớ Atix trong thời điểm của tháng 7 nó đâu đó chỉ giảm được hơn 30 đến 35 triệu thôi, nhưng đợt này tặng lên 48 triệu. Tiếp theo thì mời chị sang cái dòng xe Camry, người cái dòng xe ở phân khúc trên của chiếc xe Atix đứng bên cạnh kia là thì chúng ta sẽ sang Camry. Camry là một dòng xe là quá là thương hiệu rồi, đây là một, có thể nói là một sự biểu tượng là thương hiệu của bên Toyota, với dòng xe Camry này gắn liền với thương hiệu của bên Toyota luôn. Camry quá nổi tiếng rồi, một dòng xe sedan ở trong cái phân khúc hạng D rất là nổi tiếng, và cái đây một dòng xe mà thực sự là trên thị trường Việt Nam cũng rất là nhiều người lựa chọn về cái dòng xe này. Gần như ở cái phân khúc sedan hạng D này thì Camry chiếm trọn niềm tin của khách hàng rồi. Với Camry thì hiện tại chúng ta sẽ đang có mức giá mà như nào để anh chị có thể tham khảo ạ. Hiện tại thì Camry cũng giống như Atix, hiện tại thì bên Toyota đang phân phối với hai phiên bản của Camry này, đó là bản 2.5 bản G, có thể gọi là bản thiếu để anh chị chúng ta dễ hình dung đi, và 2.5 bản Q. Bản Q là bản đầy đủ nhất, bản full option quý chị các bạn nhé. Thì em xin cập nhật đầu tiên là bản 2.0 bản G với mức giá niêm yết là 1.029 triệu. Đó, nhà máy công bố là 1.029 triệu với bản 2.0 bản G. Thì với bản này, nếu mà các bạn mà lấy xe trong thời điểm này nhé, anh chị mà chúng ta đang tìm hiểu mà định lấy xe Camry trong bản này trong thời điểm này, thì chúng ta được giảm trực tiếp là 40 triệu đồng tiền mặt với Toyota Camry bản 2.0. Ngoài ra thì anh chị chúng ta được tặng là chương trình khuyến mại là dàn kính cách nhiệt này, trải sàn da này, cam hành trình này. Đó, bên Toyota thì gần như anh chị chúng ta được tặng dàn kính cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình, có nghĩa là chúng ta không phải sắm thêm bất cứ một cái phụ kiện gì nữa để lắp cho cái xe mới của các bạn. Các bạn hình dung ra không ạ? Em xin nhắc lại với bản 2.0 bản G này, nhà máy công bố là 1.029 triệu, thì anh chị chúng ta được giảm là 40 triệu đồng tiền mặt cộng với cả dàn kính cách nhiệt, trải sàn da và cam hành trình. Sang cái phiên bản thứ hai của Toyota Camry, cái bản trước mắt các bạn đây, đó là bản 2.5 Q. Q tức là bản cao nhất ấy, có thể hiểu chúng ta nói là chữ Queen ấy. Q là Queen, một nữ hoàng ấy các bạn ạ. Với mức giá anh biết là nhà máy công bố là 1.235 triệu đồng với bản 2.5 Q này, thì các bạn được giảm trực tiếp là 30 triệu đồng tiền mặt, tặng dàn kính cách nhiệt, trải sàn da và cam hành trình các bạn ạ. Em xin nhắc lại nhé, với bản 2.5 Q này, nhà máy công bố là 1.235, giá 1.235, chúng ta được giảm 30 triệu đồng tiền mặt cộng dàn kính cách nhiệt, trải sàn da và cam hành trình. Với Camry thì là một dòng xe nhập khẩu trực tiếp từ bên Thái Lan anh chị nhé. Đó, dòng phân khúc hạng D này nhưng mà mình nhập khẩu từ Thái Lan đấy ạ, chứ nó không phải lắp ráp trong nước đâu. Với Vios này, Atix này là lắp ráp trong nước, nhưng mà Camry là phân khúc chúng ta sẽ được nhập khẩu ấy. Tiếp theo thì em sang cái dòng xe bán tải của bên Toyota để anh chị nào chúng ta có thể là tham khảo, có thể là tìm hiểu. Với bán tải của Toyota thì hiện tại chúng ta cũng đang được phân phối với hai phiên bản chủ đạo thôi, nó cũng có nhiều phiên bản lắm nhưng mà các bạn sẽ được phân phối với hai phiên bản chủ đạo thôi. Với cái dòng xe bán tải này thì sao, anh chị nào khách hàng nào chúng ta quan tâm thì với cái dòng xe đây là dòng xe Toyota Hilux các bạn ạ, cũng là nhập khẩu từ Thái Lan các bạn nhé. Với Toyota thì cũng có khá nhiều dòng xe nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, các bạn có thể kể tới ví dụ như là Camry vừa rồi đúng không ạ. Ngoài ra thì có Yaris cũng là nhập khẩu ở Thái Lan. Đó, đây là những cái dòng xe nhập khẩu cho nên là số lượng xe nó cũng không nhiều, nhập khẩu hầu như là các hãng, không riêng gì Toyota mà các hãng khác cũng vậy thôi, số lượng xe không nhiều. Vậy thì cái dòng xe Hilux này của bên Toyota thì anh chị chúng ta sẽ có thể tìm hiểu là nó sẽ có mấy phiên bản và chương trình khuyến mại của nó như nào. Thì với Hilux trong cái thời điểm này, thì chúng ta hiện tại là chúng ta đang có là hai phiên bản được phân bố chủ đạo, đó là phiên bản số tự động 1 cầu và số tự động 2 cầu anh chị ạ. Đấy là hai phiên bản chủ đạo nhé, mức giá chênh lệch nhau cũng tương đối là cao. Em sẽ cập nhật đầu tiên là bản số tự động 1 cầu này với mức giá niêm yết là 674 triệu đồng với bản số tự động 1 cầu. Bản trước mắt các bạn đấy, đó chính là bản số tự động 1 cầu, bản màu này là màu cam các bạn ạ. Mức giá bản này mà nhà máy công bố là 674 triệu thì nếu mà các bạn lấy xe trong thời điểm này, anh chị chúng ta được giảm là 15 triệu đồng tiền mặt. Đó, ngoài ra là tặng là dàn kính cách nhiệt này, trải sàn da này và cam hành trình. Hey, Toyota thì có cái món là dàn kính cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình rất là quen thuộc. Gần như là các bạn lấy xe của Toyota thì mình thấy cái lợi thế là chúng ta ít khi phải sắm thêm cái phụ kiện gì lắm. Nó cũng là tiền quy ra đấy quý vị các bạn, nhưng mà Toyota thì có vẻ linh hoạt hơn trong cái chương trình về quà tặng, về phụ kiện. Các thương hiệu khác thì mình thấy ít lắm. Những cái dòng xe Nhật thì rất là hay tặng chương trình này, nhưng cái dòng xe Hàn hay là xe Hàn ấy thì mình thấy là ít chương trình về quà tặng, về phụ kiện lắm. Gần như là rất là khó quý vị các bạn ạ. Bên Hàn thì là gần như chúng ta phải mua, nhưng bên xe Nhật kể cả Mitsubishi các bạn cũng hay được tặng về những cái dòng, về cái chương trình về dàn kính cách nhiệt, trải sàn da này lắm. Mình thấy nó là một cái, nó cũng là một cái màu sắc, một cái gì đấy nó cũng rất là riêng của tất cả các hãng.
với bản tiếp theo của cái dòng xe Hilux này, đó là phiên bản Hilux bản 2 cầu. Thì với bản này thì nhà máy công bố là 913 triệu các bạn ạ. 913 triệu là giá niêm yết của nhà máy. Thì với bản này thì nếu các bạn lấy, các bạn được giảm là 5 triệu đồng tiền mặt. 5 triệu đồng tiền mặt hoặc là 5 triệu tiền phụ kiện các bạn có lấy. Với bản 2 cầu này thì theo mình được tìm hiểu, được biết thì bên đại lý Toyota cũng không có xe giao, mà gần như là xe là ít lắm các bạn ạ. Chủ yếu là dành cho những khách hàng mà chúng ta có kế hoạch lấy, các bạn thích cái dòng xe Hilux bản 2 cầu này thì các bạn sẽ lấy thôi. Chứ còn đây là một dòng xe nhập khẩu, số lượng về cũng không nhiều, mà cái tầm tiền các bạn hình dung là đọc cái giá xe không nó đã là 913 triệu rồi. Thì có nghĩa là cái một cái dòng xe bán tải mà cái tầm tiền như vậy thì ít nhất là khách hàng chúng ta phải, thứ nhất là các bạn rất thích cái đi xe bán tải thì các bạn mới lấy, đúng không ạ? Đúng không? Cái thứ hai nữa là mà đi hai cầu thì các bạn bao giờ cảm giác cũng thích, và bản đó cũng là bản full option thì cái cảm giác đi nó cũng rất là hay các bạn ạ. Nếu các bạn nhìn qua bản Hilux, các bạn có thể search Hilux 2 cầu, nhìn nó rất là đẹp. Thì thường khách hàng mà chúng ta thích đi bán tải, thích đi bản 2 cầu, bản đủ thì khách hàng chúng ta mới lựa chọn thôi. Nhưng mà mình thấy là cái số đông thì ít chọn về cái bản đấy, chủ yếu là lựa chọn cái bản trước mắt các bạn đây, đó là bản 1 cầu. Với mức giá là 674 triệu thì anh chị chúng ta được giảm là 15 triệu đồng tiền mặt. Còn với phiên bản mà bản 2 cầu thì kia thì chúng ta được giảm 5 triệu đồng. Các bạn có thể quy ra phụ kiện, các bạn lấy dàn kính cách nhiệt, trải sàn da. Nguyên nhân là nó không có số lượng, nó không có nhiều, cho nên là nhà máy ở bên đại lý cũng không có chương trình nhiều về quà tặng cho các bạn về cái dòng xe Hilux bản 2 cầu như vậy. Đấy là các bạn cũng đã cùng với cả Top KVN, chúng ta sẽ cùng nhau vừa đi qua tất cả những cái dòng xe của bên Toyota rồi. Về tất cả những cái dòng xe từ hạng A, hạng B, hạng C, hạng D, đúng không ạ? Có một cái dòng xe nữa mình cũng chưa cập nhật ở cái video này, đó là cái dòng xe đó là chiếc xe Cora, chiếc xe Toyota Corolla Cross, cái dòng crossover của bên Toyota. Cái dòng xe đấy thì gần như là không có xe giao mà toàn ký chờ thôi, mức giá thì cũng bằng mức giá niêm yết của xe, thì mình cũng không muốn cập nhật lắm. Các bạn là muốn lấy xe thì gần như các bạn phải ký chờ đấy, cho nên là mình sẽ giới thiệu những cái dòng xe có sẵn thôi và đang có chương trình khuyến mại, đặc biệt là trong cái thời điểm cái tháng ngâu này là một này, thì ít nhất nó phải có khuyến mại thì nhiều khách hàng chúng ta sẽ quan tâm hơn, nên là mình cũng giới thiệu qua với chị các bạn thôi. Và trên đó là phần cập nhật của Top KVN, giới thiệu các bạn về những cái dòng xe cơ bản và đang có chương trình khuyến mại của bên Toyota. Vậy thì những anh chị nào, khách hàng nào mà các bạn quan tâm tới cái dòng xe nào thì ngay bên dưới góc trái màn hình này có cái số line của bên Toyota. Anh chị chúng ta quan tâm tới phiên bản nào thì hãy cứ liên hệ trực tiếp để có thể là đàm phán tại cái mức giá tốt nhất trong cái thời điểm tháng ngâu này. Mình thấy là rất nhiều khách hàng như mọi năm là ký chờ cái chương trình khuyến mại rất là nhiều. Sau đó thì các bạn có thể là đợi ít nhất là qua rằm của tháng ngâu hoặc là sang tháng 8 âm lịch các bạn lấy xe cũng được. Thì hoàn toàn kế hoạch như vậy mình nghĩ cũng rất là ổn. Mà mình thấy cái đấy nó chính là một cái sự lựa chọn rất là hay của khách hàng khi mà chúng ta đang quan tâm, đang có kế hoạch lấy xe rồi, đúng không ạ? Tháng ngâu bao giờ cũng là sẽ là giá có cái sáng tháng có cái giá tốt nhất. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video lần sau của Top KVN.